biết bên kia có vào đánh không. À đây đây đây, rồi mới hỏi xong. Xin chào mọi người đang xem live nha. Đây là server Thiên Long Mech 1. Có nhiều pet mới phết rồi sao, con này nhìn trông chất vậy ta. Con tà linh này này. Lại có người. Ui nhìn chất đã bạc. Khổ nhất hội luôn á. Xin chào anh Cường nha. Cái này nhìn chất nhỉ. Tà linh biến dị 7. Trong lúc chờ đợi tên TK tiếp theo thì mọi người cắm pet nha. Em chào anh nha. Em thấy em không biết đọc tên anh như nào đâu đó. Anh có thể biến sắp cho em được không ạ? Đây là pet Huyền Long Nguyên Quân. Rồi, sự kiện bắt đầu ạ. Kiện ăn cá. Hiện tại thì Thiên Long Mech hợp chưa có sự kiện gì mới, chỉ có các sự kiện PK mỗi tối thôi. Đục cá không? Kẹt nước con pet ở đây rồi. Bây giờ đã khác khi xưa, không còn tính những cái hiệu ứng từ máu hay là gia tăng sát thương nữa. Nhưng mà các người chơi đánh thì boss vẫn không thể nào mà trụ quá được một 10 phút đó.
quá mạnh. Hiện tại các người chơi đang dừng ở mức ngọc 7 kép 77 rồi. Giờ chỉ có làm thêm cường hóa tinh thông thôi. Tôi vãi chết vậy. Đấy. Chưa đầy một phút, có còn nửa cây. Em là em phóng trong kênh chat á, thì em biết được là sắp có PK tuần thứ hai nha mọi người. Ở đây là của đâu ra con cá thứ hai rồi, ôm hai con cá và PK thì hơi bị căng nhỉ. Nang sai tô bảo là gì, mỗi ác có hai cái phù à, chết thì nghỉ. Hiện tại thì bên đỏ họ vẫn đang đợi thời cơ. Tổng mỗi đơn là sẽ có 3 con boss. Có khi nào kéo thêm con nữa không ta? Rồi, đụng nhau rồi đó. Không hiểu mọi người mới có cái không mắc gì, em thấy khi nhắc về nhau mọi người dùng những cái từ ngữ yêu thương lắm. Lẩu cá. Anh Cường xem mãi rồi vẫn kiểu càng xem càng thấy có cái để nói nhờ. Lẩu cá. Cảnh này đẹp rồi. Wow. Ở trong server thì không thể áp VIP hay là áp cồi, tất cả mà đứng quá cao hoặc là không nhanh tay mà toàn hình ấy không? Thì đều có thể bốc hơi trong vòng chục giây thôi. Vừa có cá, vừa có người. Ôi, khung cảnh rất là đẹp đúng không ạ? Em đợi người này hơn tuần rồi đấy. Mọi người toàn PK không hẹn thôi. Này admin hay cắt những cảnh PK hay ra là một cái clip riêng đấy, nên là em phải quay thật là đầy mới được. Không biết là kèo này thì bên đỏ hay là bên xanh sẽ ăn. Tại thì người động thiên này thì các người chơi hoàn toàn có thể đặt phù và nâng tay phù vào. Bên xanh là họ vừa chống PK vừa ăn cá luôn. Người chơi AKA thì vừa kéo con cá thứ ba vào. Tuy nhiên thì hơi chậm một xíu. Kéo sớm vào thì nó sẽ gây ra khỏi nhiều khó chịu hơn á. Rồi. Sau 2 phút PK thì em thấy là chỉ còn bên xanh ở lại thôi. Cái thế trận hiện tại thì chắc là mọi người có ác á, mọi người có thể gửi em like PK luôn cũng được. Mọi người xem like PK cùng em nhỉ. Hiện tại thì server đang đợi update kiện mới, tuy nhiên thì cốt báo danh và cốt phân cứng đã có rồi đấy ạ. Cốt báo danh thì mọi người có thể báo danh và nhận ngay sau khi mà mình báo danh ở bài viết được in trên đầu fanpage Văn Thiên Long Bách Hợp. Còn cốt phân cứng thì mọi người hãy báo danh nha. Sau đó là khi nào mà admin chọn ra được những cái tên may mắn thì mọi người sẽ được thông báo ở một bài viết riêng.
của con gà đã chết rồi. Thời điểm này thì vẫn là một thời điểm rất là hợp lý để ra PK luôn, nhưng mà không biết là anh em bên kia có tập trung kịp không. Khi chờ đợi thì em sẽ tìm một ai em coi nha. Có app này đi, app này từ ngày xưa, từ máy chủ đầu tiên cơ. Nghe nói là admin cũng đang reset cho server mới nữa, mà không biết là không rõ là bao giờ. Tới bây giờ là khi làm máy hợp là có 4 máy chủ. Boss khi bị tiêu diệt thì sẽ gây ra các nguyên quà như thế này. Tại sự kiện này thì các người chơi sẽ có thể kiếm được chúng lâu mini khi mà tham gia một thời gian đủ dài. Server này thì có khá là nhiều chức năng. Sau con cá này thì lượt boss tiếp theo sẽ vào 8:30. Còn một cái dương tẩy chê để em đặt nữa. Thì trời, ở đây hợp thì check app ngon thì mọi người có thể để ý đến cái chỉ số cường hóa này, tinh thông có đồng đều có cao không á. Thêm nữa là xem long văn. Rất là nhiều hiệu ứng khống chế từ một con boss luôn. Thế nên là hôm nay mọi người thấy là bên kia họ có chiến thuật kéo boss đấy. Và bên này giữ trời. À, 8:10 thì vừa PK vừa ăn boss. Mọi người đã hoàn thành được boss đầu tiên rồi. Nhưng mà lâu tí nữa thì em sẽ không phải thật thoại. 7 kill đau quá. Để mà có được chúng long mini từ sự kiện này thì các người chơi sẽ mở dương, sau đó là nếu may mắn thì sẽ gặp được mảnh chúng long mini tầm 100 mảnh. Lock
hộ áp. Đó, thì anh không gửi em. Ôi, một con chạy bìa. Thì anh phải gửi em mới vào được chứ. M này. Em like một là app tàng hình hay là PK, không có lock hay app. Cái năm này chơi khác còn đâu nữa. Trừ cái bang với tin túc thì cái nào cũng chơi được, chỉ đơn giản là không có ưa. Cái năm nè. Bây giờ em chọn cái tên của anh ở trên page á, em không có chọn được. Kiểu như thế. Rồi, có vào không ta? Cái tên anh cũng đặc biệt nhỉ. Để em tìm. 8 giờ 13. Lệ lệ. Có ma ác thấy gì nhỉ? Em kết bạn rồi đấy. Hình như hôm trước anh cũng nói với em quên. Với em má đỏ môi hồng. Môi này môi thâm nha. Gửi em cái app à, ừ em trái em phương nha. Gửi luôn. Rồi qua PK phụ nha. Hát gì ấy. Cái gì đấy, cái hát gì mà nhìn ghê quá vậy. Này là phải copy ấy. Anh đừng có đùa em nha, em out app rồi đấy. Kèo lấy quá, mọi người muốn trụ khó, thương. Đợi thì em lock lại app. Thì chọn máy chủ ấy, nhưng mà nó mất mất cái tay cái game. Ai lại viết ra cái bát này nhỉ? Em không biết là em viết đúng không cơ. Ok. Đâu đâu ba cái x ba cái x. Mà không đúng. Để tắt được Unity coi. Em đang log app. Không chứ. Không đúng. Alo. Đúng rồi đấy, đúng của em nữa.
để qua cái file khác em log coi. Đây là dấu hiệu chốc luôn đấy. Căng thế. Ê rồi mở ra. Đúng chưa? Đúng rồi. Ba. Khổ tâm. Mỗi lần em muộn ác là một lần em gõ sai. À đây rồi. Cái copy mới đúng. Ok. Được rồi. Được rồi nha. Anh em bên kia nhẹ tay nhá. Em ao hẳn ác đào hoa rồi, mọi người cứ thích thoải mái. Rồi, vô. Lâu vãi. Đào hoa phải được PK khó vãi trưởng luôn. Kiếm tông. À, thế là em sẽ lại nhập cuộc nha mọi người, thì sẽ phải đợi tập trung các thứ xong á thì em mới nhận được một áp đào hoa. Chiến phá đắc uy về sao lại cao tịnh hóa ta, không còn nào cao thần hữu chứ em không có. Tấn công đây. Lưu động can qua những kỳ của sức. Ba lời chi vũ chạm cơ trung lưu. Phải học. Cái chiêu crit đâu nhỉ? Đây. Bên này cũng xôm ghê cơ. Bảy trong 17 cam máu, 11.900 độc. Mấy phái như là võ đang đào hoa là mộ dung, có người cầm thì tốt hơn. Ủa rồi khi nào vào hả mọi người? Có luôn. Bật cái auto lên. Đào hoa nhưng bật auto skill nào nhỉ? Muốn một lần được thấy Khải Huyền là cái gì anh? Khải Huyền là cái gì? Biết là cái gì thì mới nghe chứ. Nếu là một cái tên của một server á thì anh cứ bảo admin book em mới thấy. Đâu có gì cả. Ủa mà đừng im được không nhỉ? Đừng im có lấy danh sách. Càng động dữ. Ở chút tập trung không mọi người. Đứng lâu cũng chán. Sao ăn nhầm tạo nhân vật rồi. Tắt âm thanh này.
còn cái T nữa. Chi vậy? Em thích cái solo hơn á. Ồ đâu? Không có phù. Tí vào đặt. Phù đâu ta? Đi. Đánh thôi. Em chả biết nữa. Kiếm cân từ này. Nhiều khác. Đặt skill kỳ ghê cơ. Một loạt skill nó trói mà cứ một ở đây, một ở đây. What man? À, chào ác. Mất phản cứng thì lâu lâu không tương tác thì nó mất mất mạnh luôn anh. Con kỵ bay bay nhìn đẹp thế. Con đấy là kỵ của... Ủa mà anh hỏi con nào? Đi đâu đấy? Đi phụ bản nào? Đi lượn thật luôn, đi lượn rồi ăn lắm. Em có bị lên cam không? Ai giờ ai bên kia đang xem live chắc đau đầu lắm. Đi lượm một cách hay. Chung bao giờ ta? Em đợi PK nha mọi người. Lượng nhiệt tình luôn. Rất là quan ngại. Cả những anh em có tâm hồn mộng mơ giống nhau, tám ngựa cũng đi kìa. Cha đợi bao là? Không gì ấy? Hoa hải tinh tinh. Có con này luôn. Đẹp, đẹp đẹp ạ.
rồi thì lật mã quy yên phải để cạnh cái xuất xuất con rối chứ. Chạo ca trung lưu này chả dùng máy bằng skill F1. Vẫn lặng. Hôm nào đợi giờ PK là mọi người cũng lận của này hả? 8h27 đợi 8h30 vào đúng không? Này quá đỡ phải đứng im. Đúng là anh từ anh. Kẹt là vừa. Vãi cả trường. Cái phù ra thôi. Đi chơi xong kẹt má không đi được. Cứu. Thực ra là mấy cái cổng kia là khinh công vào là được. TK nha mọi người. BT kia thì vẫn đang cố tìm vào đường vào. À, anh mạnh được. Vẫn lỗi. Không kinh công được không? Ai mà đi chơi. Không có cái chỗ vào được luôn. Thủy Nguyên Độc Thiên phù về. Bồng cày ngốc mọi người ơi. Là khổ. Đó thế. Có cá rồi kìa. Cái tay kia vẫn chưa về được. Quỳ. Anh nói gì? Ok, rồi bảo mặt. Mạnh nào. Có nhưng mà không có ai kéo à. Lại đếm không đếm chung hết chưa rồi. 1 phút này là con cá đầu tiên sắp chết rồi đấy. Lì nhất server. Bao giờ server lại có giải đấu mới ha? Phong manh gỡ. Điêu văn 78. Đã
đã cầm đào hoa rồi còn dịch ra sau ấy, khó đánh dã man. Với phái này thì auto auto đánh đi, tại vì là bốc cái này lên là nó đổ mạnh nhá, chiến 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 đúng không? Ác tranh ngay kéo cái ra đỡ cho đứng sụi lơ kìa. Chưa đủ người. Trước lúc mà test em hay có cái trò phải đi từ đây đến đây trong vòng 2 giây. Cái con rối này hoán đổi vị trí thu hồi, sau đó là tuần hoàn độc khiển đặt rối xong mua được con quan chạy rất là nhanh luôn, nhưng mà cái ca kiểu này chắc chả có cơ hội mà chạy. Lâu lại được. Nãy giờ bao lâu rồi nhỉ? Kiểu em cũng không bị căng thẳng lắm ý, không bị đếm giờ quá, tại vì là còn phải đợi mọi người. 8:34 rồi. Lính này dùng hóa đồ công khá cao, áo cũng là áo thuộc tính. Thuộc tính là gì? Bánh mì thịt à? Chiếc áo này đầu tiên nó là cái bang, áo này cũng là từ S1 đó mọi người. Em à, tại vì là kiểu em trước em cũng nói chuyện với người này một lần. Cái thật chứ. Nói chuyện là gây gì vậy? Cái cá 8:30 có cá mà giờ 6 phút trôi qua rồi, tầm 4 phút chết con. Ngày nào cũng lót ác đường đây, có 3 ngày chứ mấy. Ơi ảnh nào
hay cả trường. Làm được gì trên liền á? Ra cái chết luôn. Không sao. Vậy nên là tập trung sớm là nó rất là quan trọng á mọi người. Kia thì không sao, ngày thì lại bị đơ. Đi lại luôn ạ. Phủ lệ ra đánh chết thôi. Cái này thì phải học bút ký thì thức lên. Ui, đừng ra cái chết luôn. Theo đội qua không ổn lắm nha. Người vào thì ổn hơn. Có ai không? Không chơi được luôn ý. Anh em nghĩ sao về việc tập trung sớm nhỉ? Bằng cách nào đó thì áp này không có phủ. Mọi người thấy áp lực lắm, nhưng này không phải là cùi đâu. Ra ngắm đội hình bên kia tí. Ủa nhưng mà không thấy người nhỉ? Ô tu không làm sao thì cũng đứt anh ạ. Tập trung sớm mà. Phải lên thằng hoàng cung 4 như này. Đánh tiếp này nha. Toàn A Khang giết này. Phải đi chơi tiếp à? Soi đồ à? Vâng đây à.
này trải nghiệm cảm giác ăn hành. Đi đâu đấy? Ăn vịt à? Ăn vịt xong em offline nha, không cựa được. Từ giờ đến 9 giờ là một đợt pop nữa. Ăn thịt này lên ngân ngay chất nguyên gì. Vâng anh ơi, bên này thì đang bây giờ PK cái sự kiện để kiếm trùng mini đấy. Cô có đánh tiếp không? Và tí trước phù được về. Ai mà nằm móc thì có cái phù tim. Chơi cái phái này thì nó phối hợp nhiều skill á. Thì oánh úp như thế thì ta để auto này đi. Làm được gì thì làm. Để chiến chỉ chiến. Không có skill gì nhỉ? Độ nhân bất oán, nhân chi phản chu, lực hợp đồng phong. Rồi giờ mới được đánh á, bóc ác giờ mới được đánh. Cái gì ấy, linh thú đan ngọc 4, em được muốn nhập cái quái vật. Cái này nó bị phụ thuộc vào thức, mệt ghê cơ. Bình thường như phái khác là cứ bay thôi. Trong cái cảnh hỗn loạn đấy mà phải duy trì 5 tầng này, không thì sát thương nó yếu. Cái này làm được 103. Để cố từ anh đi. Em đang lock ác bên này mà sao bể.
Lâu lắm mới được unbox bên này. Còn này dừng. Đúng rồi, Nai. Nghe giọng là biết luôn chứ. Đây. Trong khi chờ đợi thời cơ tới khi ăn boss. Nói gì? Nó cứ dùng chiêu cận chiến nhỉ. Bảo con Nai dừng vào đây thịt luôn Nai đấy. Chế. Nai cầm ác bên kia thì sao mà thịt. Nhân đâu. Cứ thấm tập chiến là con đỉnh. Ác tử anh ăn được ngay á. Anh Hoàng thế sao? Cắt nó hả? Ok. Gì ạ? Tiếp không? Hay là còn bóp nhỉ? Tuyên 9 giờ à? Ê. Còn tiếp à? Coi đồ cao thủ trùng mà bị yếu tim á. Ác đấy ọp đấy sao? Ọp rồi. Bell bị yếu tim ọp rồi. Hay thì đi cổng chính ra mà không phù đi ra chỗ khác ta. Lính nào? Dạ lính kia. Lính này chị. Kiểu cầm ác nhập vai hẳn ấy mọi người. Nó sẽ không bị một mình một tuyến ấy. Này đi unbox sắp thứ còn đỡ. Có thêm người nhưng mà lại ọp bớt hãy đợi thứ. Em đi ra ngó cái. Sợ sao? Em chết. Thường thường em sẽ muốn soi thêm cái lực lượng á thì không được tương lai coi. Và cái auto đang bật thì nó sẽ đầu thai luôn. Lãn khói trắng đưa em về với biển xanh, lệnh đánh sóng dù em hòa vào câu chuyện như bức tranh. Chán đưa lối tay hòa nhịp không cần phanh, em lạc lối trong mù mê tôi vui mỗi đêm qua những gã tội đồ.
có một vấn đề. Nick này cấp trưởng thành nó còn cao hơn ác từ S1. Đây là chủ ác đầu tư hay là chủ ác mới, tức là Triệu Mẫn. Biết sao anh? Anh cũng chơi server này à? Đây bị yếu tim đây, trùng đây. Đâu? Trùng có thể là anh cai tô chứ nhở? Có tranh cái nào không ta? Anh cai tô anh có thêm người uyển à? Không, hack này thì dùng full set mini. Đây là phải tuyệt tình cốc log out cho soi à? Chứ gì nữa, nhìn ác này đẹp, cường hóa 99 hết rồi. Chris chạy đâu à? Đây. 50k một lần soi. Này ai yêu cầu người đấy trả chứ. Chưa quên. Con nhìn chưa nghe cái gì. Cô cứ kệ em xếp lại skill đi. Trời ơi, ngực sợ. Cái này để auto rồi nè. Ngực mã phải ở đây. Okay. Mọi người định bao giờ xong ấy nhỉ? Trước 5 phút được không họ? Lại ra check kìa. Thảo lại ra check kìa. Ủa thế đánh sao ta? Nhân viên VinFast à? VinFast là ô tô đúng không? Cái điện. Ừ, ô tô điện. Update lịch làm việc của nhân viên VinFast rồi. Làm gì ghê vậy? Anh Hoàng bảo là đang ngoài cửa hàng không mang máy, từ anh để swing on. Không ngán nhưng mà không có máy thôi. Lâu quá, sốt ruột quá. Lại muốn vặt lông tiếp ở đây. Ê, wait a minute. Cái ca quả này là sẽ tới lúc mà cá ra luôn. 3 phút nữa cá ra.
Ôi giời, đợi. Đi 1 phút đi. Yên nhịn đi. Mấy phút hả? Bên tay kia vừa đi công chuyện về quay về cả. Cho PK cái không? À mà lúc nãy cũng PK rồi nhưng mà không được làm gì hết. Chỉ để phản ánh sự khắc nghiệt bây giờ. Thảo Kỳ đứng đợi đến khi nào mà của tôi đâu. Ủa bên kia đánh theo kỳ không thở được. Ủa thêm một lần nữa khi đặt phòng hay đậu được cái tính này của mình nhỉ, nó mới đặt phòng thôi. Bao hùng tượng nó xuất hiện rồi. Và thật cứ gạt thôi. Em bảo nay là 600k máu mà không đánh tôi cứ đòi đánh. Ghê. Tình PK võ đang của anh từ anh lên trình rồi. Lại không thấy ai nữa rồi. Đấy, nói chung là cũng sao mà mình sống sót đi ra được nhỉ. Ơi không thở được. Được ai các thứ. Đánh kiểu này phải có chiến thuật cơ. Ủa mà, ai búp coi. Không búp ra tắt thở. Chờ lôi đài này này. Góc nhìn khác. Được không?
dậy rồi. Bên ngày hôm nay không biết là lực lượng mọi hôm như thế nào. Dậy tỉnh chưa? Giải tán rồi, ok, hết PK. Để quay cái con. Đôi mèo của gọi cháu vừa ra. Tức cười. Túng mình xuống đấy đâu. Thế sắp tới chắc là khó kiếm PK tại vì lại được kèo rồi. Ai bảo ban đầu người ta nhẹ tay khịa cho cố à, này là hơn tiếng luôn. PK thì cũng có đấy nhưng mà không có trụ được lâu. Ok, chào mọi người nha, cảm ơn mọi người đã xem live của em. Lâu lắm mới live full cả cái sự kiện á. Tại vì là thường thường mọi người đánh không có lì như thế này. Tức là mọi người thấy em vào phụ là cũng cố. Rồi, tắt mọi người.